Technic V7 các bác nha, Technic V7. Anh em nào muốn sở hữu một con âm ly phải nói là đẹp, nó hàng cũ mà có thể nói là đẹp, quá đẹp luôn anh em ạ. Technic V7 thì nó là dòng âm ly rất khỏe rồi, mặt trắng phay nhôm, đẹp từ mặt trước đến lắp tre. Đó. Giá thì đẹp như này cả cũng chỉ bán cho anh em chỉ 3,5 triệu như mọi khi thôi. Kể cả sớt sát một tí cửa hàng cũng vẫn ra đây, nhưng mà anh em gặp thì anh em sẽ được mua được một con đẹp như thế này. Năm nay thì cũng được bán 1-2 con đẹp cứng cựa như này rồi. Đó. Hàng bao zin đét tuyệt đối cho anh em nhé. Zin sò nguồn tụ đẹp từ ngoại thất đến nội thất luôn cho anh em. Hàng mạ, hàng đấu giá. 100V, 140W chạy cầu loa cộng B 4-16 ohm. Vẫn xin nhấn mạnh anh em là đây là một con âm ly rất mới và đẹp, để anh em nắm được quan điểm về chất lượng của hàng họ đấy nhá, anh em có thể yên tâm. Cái nước sơn này, nước sơn siêu mịn màng luôn, góc cạnh từng chi tiết. Con này mà có cái hộp nữa thì nó là hàng full luôn, hàng full box luôn. Công nghệ New Clara Volume. Hình thức thì thiết kế rất là trang nhã với con âm ly này. Không quá dày, không quá mỏng. Nghĩa là ở mức chiều dày rất cân đối. Bề ngang của em nó thì xin đo lại cho anh em xem luôn. Xem là 43 hay 43,5. 43 các bác nha. Chiều cao là 12. Chiều sâu là 35 nếu cả núm, cả cọc loa. Về mặt trước thì anh em có thể thấy núm chỉnh bát chép này. Lúc này anh em phải bấm vào thì có tác dụng của cái này nhé. Cầu loa A cộng B này. Đấy, A, B, A cộng B. Cái này để giữa, cái này là đường vào tín hiệu thì thường chạy AUX tuner. Đào lớt này. Để hệ site, cân loa. Hai này không cần bấm nhé. Volume. Đấy. Anh em xem lại mặt tiền đi. Đấy. Cũng khá nặng nhá. 4 sò than. Chạy 4 sò than. Mới quá. Giá 3,5 triệu các bác nha. Đây là clip cửa hàng quay trước, cửa hàng sẽ làm clip mở nhạc sau. Giá tại cửa hàng là 3,5 triệu.